Hello các bạn, ngày hôm nay Hiếu xin hướng dẫn các bạn một bài học tiếp theo trong bộ môn After Effects của chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một cái banner hình vuông về là quảng cáo cho giày nha các bạn nha. Chúng ta bắt đầu vô dùm Hiếu đó các bạn, chọn Hiếu đó là New Composition dùm cho Hiếu nha các bạn nha. Rồi ngày hôm nay Hiếu sẽ chọn đó là một cái là 720 nhân cho 720. Các bạn nhớ khi các bạn đánh đó, các bạn nhớ gọi là bỏ phần lock aspect ratio này nha các bạn nha. 720 nhân 720 ạ. Frame là 25 ha, độ dài của nó là 5 giây ha, và background color các bạn chọn Hiếu đó là màu đen. Thì chúng ta có cái vùng làm việc ở đây nè các bạn. Và bây giờ Hiếu sẽ cần là các bạn add cho giùm Hiếu đó là hai cái. Rồi, đầu tiên đó là cái đôi giày ha, và thứ hai là logo của Nike ạ. Rồi, Hiếu sẽ cho vô hai hai cái đối tượng này vô đây ạ. Đầu tiên á cái này Hiếu xin phép đó là rename nó lại ạ. Shoe ạ. Rồi, cái thứ hai ạ, cái này rename nó lại là logo ạ. Rồi ạ. Vì đầu tiên á, Hiếu sẽ bắt đầu làm, các bạn sẽ tạo đây giùm Hiếu một cái new, một cái gọi là solid ạ. Đó là một cái khối nha các bạn nha. Rồi, các bạn nhớ ok đây giùm Hiếu ạ. Thì nó sẽ xuất hiện một cái khối ở đây, và bây giờ Hiếu cần là tô nó màu đỏ mà có chuyển dạ quang nha các bạn nhé, chuyển gradient. Và nhớ vô phần effect này giùm Hiếu ạ. Các bạn chọn giùm Hiếu đó là phần là gradient ạ. Các bạn chọn giùm Hiếu á. Rồi, ở đây sẽ có gọi là gradient. Rồi, ở đây sẽ có gọi là Radiant Ram là hai màu nè ha. Rồi, Radiant 4 màu nè. Hiếu sẽ chọn cái này. Rồi, Hiếu nắm Hiếu lôi vô cái Dark Gray Solid này giùm như Hiếu. Nó sẽ xuất hiện nó bốn cái cục màu ở đây. Ok chứ các bạn. Rồi, cái cục màu xanh này tương ứng với cục bên đây, Hiếu sẽ xin phép chọn là màu đỏ. Tại vì cái đôi giày của Hiếu sẽ là màu đỏ nha các bạn nha. Rồi, cục màu hồng ở đây Hiếu sẽ chọn màu đỏ luôn. Rồi, và hai cục bên đây Hiếu sẽ làm đỏ đậm nha các bạn nha. Để cho nó tạo chiều sâu của nó. Rồi, đỏ đậm ạ. Rồi bên này màu xanh này Hiếu sẽ làm màu đỏ đậm luôn ạ. Ok. Rồi thì sau khi chúng ta là xong cái này, chúng ta bắt đầu là quay lại cái phần project của chúng ta. Việc đầu tiên Hiếu sẽ là làm là cho cái này là nó sẽ là xuất hiện giống như là nó thành một cái màn chập nha các bạn nha. Các bạn nhớ Hiếu đó là lệnh scale Hiếu bằng Hiếu tắt đó là phím S nha các bạn. Rồi ở cái gọi là hả cái này mình phóng nó to ra, những LT phóng nó to ra Hiếu nha các bạn nha. Rồi ở vị trí đó là 3 giây, vị trí đó là frame số 2 đi ạ. Các bạn nhấn vô keyframe của nó thì là nó là 100%, và ở vị trí đó là 0 giây nè. Các bạn á thì sẽ cho nó nhỏ lại, cho nó nhỏ lại. Tuy nhiên á vậy thì nó không có hay ha. Các bạn cần định xét lại. Các bạn xả cái xích này ra, các bạn xả xích này ra nè. Các bạn nè. Đâu rồi? Đây ok ạ. Tôi sẽ cho cái này còn là không. Rồi, vậy là nó sẽ như thế này ạ. Nó sẽ tạo giống như là một cái màn chập nó kéo ra cho mình nha các bạn nha. Đó, bây giờ Hiếu sẽ cho cái này nó dài ra cỡ 5 5 5 frame cho các bạn thấy dễ hơn à. Đó, các bạn thấy không ạ? Rồi, vậy là chúng ta làm xong cái phần cái màn chập của chúng ta rồi nha các bạn nha. Đó. Rồi, màn chập nó xuất hiện như vậy. Rồi, sau đó cái này là hả các bạn ghi giùm Hiếu đó là cái gọi là background ạ, Hiếu ghi BG. Rồi. Xong cái lệnh này ha. Chúng ta bắt đầu là cho cái đôi giày này chúng ta nắm xuống kéo xuống giùm Hiếu, và đôi giày này nằm ở trên gọi là cái phần background giùm cho Hiếu. Ok cho các bạn. Rồi cái giày này hơi to, Hiếu chọn lên scale ạ. Hiếu cho là chữ S nha các bạn nha, Hiếu cho nó nhỏ lại. Còn cỡ 80 đi. 80 còn to quá. Rồi còn 70. Vẫn to ạ. Rồi chúng ta xuống còn 60 nha các bạn nha. Rồi ạ. Việc thứ hai chúng ta sẽ là bắt đầu là tạo ra một cái bóng cho cái đôi giày này nha các bạn nha. Rồi cái này các bạn xong, các bạn nhấn nút U cho nó lên là giùm Hiếu à. Cái shoe này xong nha các bạn nha. Các bạn tạo một cái bóng giùm Hiếu, các bạn nhấn Ctrl D ha. Các bạn nhấn Ctrl D à. Cái này các bạn sẽ đổi tên nó là, thôi chọn cái dưới đi, chọn cái dưới đi. Rồi cái bóng nó nằm dưới, các bạn ghi vô chữ shadow. Rồi, để làm cái shadow này nè, các bạn chọn giùm Hiếu đó là lệnh gọi là blur nha các bạn nha, blur. Rồi. Fast. Rồi có một cái lệnh đó tên là lệnh fast box blur nha các bạn nha. Các bạn nắm, các bạn kéo vô phần shadow giùm cho Hiếu à. Hiếu xin phép Hiếu bật bỏ cái phần su này nha các bạn nha. Chúng ta đang coi ở phần shadow à. Các bạn kéo cái blur radius này à, nó bự ra giùm cho Hiếu. Ok dạ. Cái này nó mờ đi. Được chưa? Rồi các bạn mở thùm Hiếu cái phần là su này lên. Rồi các bạn sẽ thấy có một cái bóng ở đây nè, nhưng mà các bạn không có thấy nó. Bây giờ Hiếu sẽ bắt đầu nhấn nút P phở, chọn position giùm cho Hiếu à. Rồi Hiếu sẽ di chuyển nó xuống, di chuyển nó qua. Rồi di chuyển nó qua đây ạ. À. Rồi, bắt đầu nó ra được một cái gọi là cái
con shadow của nó rồi. Tiếp tục Hiếu sẽ chọn cái xu này, Hiếu sẽ tạo ra một cái nữa. Hiếu cần chọn D nó ra một cái nữa. Ở trên này cái lớp dưới này Hiếu chọn nó là xu 1 nha. Xu 1. Rồi ạ. Vậy thì bây giờ á tôi muốn làm cái xu 1 này, tôi Hiếu xin tắt cái phần shadow này đi ạ. Rồi, Hiếu sẽ cho nó là chuyển động ạ. Các bạn chọn Hiếu đó là cái pan behind anchor tool này các bạn. Các bạn chọn vô phần đầu mũi giùm cho Hiếu ạ nha, nắm cái này nè, các bạn kéo vô phần đầu mũi. Rồi, sau đó các bạn chọn nút là R bên này, chọn nút rotate R nha các bạn nha. Các bạn cho nó rotate một chút xíu. Rồi, Hiếu bật cái giày góc lên nè. Rồi, giày góc là cái trên này nha, còn cái xu 1 này nè là cái này. Rồi, ok ạ. Các bạn chọn tiếp tục cái opacity của nó giùm cho Hiếu ạ. Opacity phím tắt đó là phím T nha các bạn nha. Các bạn chọn opacity giảm xuống là còn là 80 phần Hiếu à. 80 vẫn còn gì quá, các bạn cho xuống còn 50. Rồi, giờ chúng ta có một đôi giày nữa. Rồi các bạn xin phép Hiếu xin phép là chọn một cái shoe nữa nha. Chọn cái này các bạn Ctrl D thêm một lần nữa. Và bây giờ Hiếu sẽ tên nó là chọn shoe số 2. Rồi, và cho nó nằm ở dưới nó nữa. Rồi vẫn như hồi nãy chúng ta sẽ là chọn cái phần là anchor point của nó và Hiếu sẽ là di chuyển nó xuống dưới đây ạ. Đúng cái phần mũi giày giống như hồi nãy nha. Và bây giờ Hiếu sẽ tiếp tục là chọn R và Hiếu sẽ quay nó tiếp tục ạ. Được chưa các bạn? Rồi tiếp tục ạ. Thì các bạn nhấn chữ T em cho Hiếu ạ. Opacity các bạn hồi nãy là ta 50 các bạn giảm xuống là còn 20. Rồi, vậy là bây giờ chúng ta sẽ có ba đôi giày và chúng ta bật cái bóng lên là chúng ta sẽ có là toàn bộ là toàn bộ đôi giày và cái bóng của nó là bao gồm có 4 lớp nha các bạn nha. Được chưa các bạn? Rồi, vậy thì bây giờ á để mà hả cho nguyên một cái băng này nè, nó cùng nằm vô trong một cái là một cái việc mà chúng ta điều khiển nó luôn á. Các bạn chọn Hiếu đó là tạo một cái null object nha các bạn nha. Nhấn nút phải chọn giùm Hiếu đó là new, chọn Hiếu null object giùm Hiếu ạ. Rồi, cái này á Hiếu sẽ ghi đây là hả. Rồi ạ. Show group ạ. Group show ạ. Rồi, group của những chiếc giày. Các bạn chọn 4 cái này dùm cho Hiếu à. Nha, các bạn nắm cái dây thừng này nè các bạn. Cái cuộn này các bạn nắm, các bạn kéo ở đây hết. Ha, thì cái này xuất hiện rằng là group shoe. Có nghĩa rằng là toàn bộ cái đám gọi là 2, 3, 4, 5 nè thuộc tập hợp của con số 1 này. Vậy thì bây giờ các bạn muốn làm cái gì trên con số 1 á, thì là tất cả các con còn lại nó đều nó phải đi theo hết. Bây giờ Hiếu sẽ bắt đầu Hiếu xả này ra. Rồi ạ, đầu tiên á, Hiếu sẽ bắt đầu là hả cho nó scale nó nhỏ lại chút xíu giờ. Ha, tại vì cái này nó hơi bị to quá. Rồi Hiếu cho cái group su đó, các bạn thấy là làm cái group á thì là tất cả đều là nhỏ lại hết. Rồi tiếp tục Hiếu xin phép là di chuyển cái vị trí của nó xuống chút xíu rồi ok và bây giờ Hiếu sẽ bắt đầu làm chuyển động cho nó nha các bạn nha. Chúng ta bắt đầu coi ở vị trí số là số 10 frame này nè, thì là nguyên cái băng này là nó mới bắt đầu là nó mới xuất hiện. Các bạn chọn giùm Hiếu chúng ta bắt đầu di chuyển nguyên cái đám này nha các bạn nha. Hiếu xin phép chọn từ đây tới đây luôn ạ. Rồi, các bạn nắm nó, các bạn kéo cho tới số frame số 10 này. Có nghĩa rằng là từ frame số 0 tới frame số 10 nè, là cái con background này xuất hiện. Từ frame số 10 trở đi thì là cái đám su này mới được xuất hiện nha các bạn nha. Ok dạ. Rồi, nè, trước đó nè, thì nó chưa xuất hiện nè. Từ đây nó bắt đầu nó xuất hiện ra. Và bây giờ Hiếu sẽ bắt đầu là Hiếu làm ở trên là cái đám gọi là group su này nha các bạn nha. Và position của nó, Hiếu xin phép là ở vị trí đó là 15 frame á, thì position của nó sẽ là như hiện tại. Và ở vị trí đó là 10 frame á, thì là position của nó sẽ bắt đầu là nó sẽ bắt đầu di chuyển. Nó di chuyển ra ngoài ạ. Ra ngoài màn hình. Rồi ra hẳn luôn nha. Rồi chúng ta bắt đầu vô nha các bạn nha. Rồi cái này mở ra một cái. Thì cái này là mới bắt đầu là zoom vô. Ok chứ các bạn. Các bạn chọn hai cái này giùm cho Hiếu à. Ok giờ các bạn nhấn F9 giùm cho Hiếu để cho nó ease nó giùm Hiếu. Rồi ok à. Tiếp tục ạ. Sau khi mà nó vào đây nè ha, thì ở vị trí đó là frame số 20 á, nó sẽ là lệnh scale ở đây nó xuất hiện. Có một lệnh scale xuất hiện. Rồi lệnh scale này cũng này là 80 đúng không ạ? Hiếu cho xin phép cho đây là 100. Rồi nó sẽ bự ra một cái. Rồi ở lệnh số 15 này nè nha, nó sẽ vẫn là 80. Ok chứ các bạn. Rồi và ở lệnh số là ở giữa là từ frame 20 tới frame số 1 này nè các bạn. Rồi Hiếu cho nó một cái scale của nó là 80 xuống lại ạ. Có nghĩa rằng là nè ở frame số 15 nè, nó vô là nó 80. Xong rồi nó bung lên một cái thật là bự, xong rồi bắt đầu là nó nhỏ lại. Ok chứ các bạn. Các bạn chọn hết nguyên cái đám này, các bạn chọn Hiếu đó là F9 nè.
Rồi, vậy thì bây giờ để điều chỉnh cái phần này các bạn nhấn vô đây giùm cho Hiếu à, phần Graph Editor này các bạn nha. Chọn ở đây giùm Hiếu à. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu là chọn cái đám này ha. Rồi, chọn chuột chết cái này nè. Các bạn kéo nó, nhấn Shift nha các bạn nha. Kéo nó cho nó vô đây. Rồi, các bạn chọn cái phần trên đây ha. Kéo cho nó ra đây. À, chưa được, à, kéo nó sát vô. Tiếp tục à, cái phần bên đây. Rồi, các bạn nắm kéo vô đây cho nó sát vô. Rồi, cái này cũng là nắm nó kéo vô đây à. Làm sao cho cái phần này nó nhọn nè. Thì khi chúng ta làm á, chúng ta sẽ coi á, nó sẽ là chuyển động nó rất là, nó giật được một cái bự luôn. Đó, các bạn thấy không ạ? Nè, nó bắt đầu nó vô này nha. Nó vô nè. Bụp một cái, đó. Ok chưa? Nghe lại nè ha. Đó, nếu như các bạn mà muốn mà là hả nó chơi nó nặng đô chứ như mà cần cần C nó một cái nữa. Các bạn đi qua đây, cần chân V ra thêm cái nữa. Rồi thử coi à. Giật hai lần. Ok chứ các bạn. Rồi. Hiếu xin phép cho nó quay lại là giật một lần thôi nha các bạn nha. Rồi à, sau đó thì hôm bữa chúng ta đã học cái lệnh đó là lệnh quick go rồi giùm Hiếu rồi nha các bạn nha. Cái lệnh này là lệnh anchor point nào ở đây đây ta. Rồi bỏ cái này đi. Rồi, chúng ta hôm bữa chúng ta đã học cái lệnh là lệnh quick go rồi. Rồi, thì cái này á, Hiếu sẽ cho nó là nó bay vòng vòng ha, bay lắc 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 á, thì của nó sẽ là cái gọi là các bạn sẽ có thể làm rotation giùm cho Hiếu nha các bạn nha. Các bạn nhấn Alt vô trong cái là cái đồng hồ này giùm Hiếu à. Ok giờ các bạn chọn Quick Go. Mở ngoặc ra 1,25 đóng ngoặc lại. Rồi ok ạ. Rồi chúng ta bắt đầu vô thử nha. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó lắc qua lắc lại vậy. Ok các bạn. Tới nếu như mà lắc các bạn thấy không có hay á, Hiếu sẽ nhấn Alt vô con rotation này lại để cho nó mất cái là cái quyết gỗ đi. Bây giờ Hiếu bắt đầu Hiếu quay lại. Hiếu sẽ làm ở trên là lệnh position, Hiếu nhấn Alt ở đây ạ. À. Thì khi nhấn á, nó sẽ không ảnh hưởng tới là những cái này trên đây đâu. Nó có nghĩa là cái quyết gỗ nó sẽ cộng thêm nha các bạn nha. Mở ngoặc ra 1,30 đóng ngoặc lại, Enter. Rồi ok, bắt đầu chạy thử nha. Nè, các bạn thấy nó lắc qua quay quay người vẫn này ha các bạn. Rồi. Đó. Ok chưa các bạn? Rồi, nếu như các bạn muốn mà nó chậm lại á, các bạn chọn còn 20 mình hiểu rồi ạ. À. 20. Rồi, còn số dòng các bạn cho tăng lên lần thứ hai coi ạ. À. 2 20. Chúng ta càng học á, chúng ta ngồi vừa làm chúng ta vừa mò coi coi hiểu được cái nguyên lý của cái quyết cầu này là cái gì. Chúng ta sẽ thấy cái 2.22,20 à, cái số 2 à, nó lắc rất là mạnh nha các bạn nha. Nếu cho nó lại còn số 1 rồi nha các bạn. Rồi ok ạ. À. Vậy thì từ giờ về sau á, Hiếu sẽ ngồi Hiếu lựa ra đó là cái mình ưa thích làm đó là 1,20. Ok các bạn. Rồi tiếp tục ạ. À. Thì khi sau khi mà làm cái này nè. Hiếu muốn là hả cái này nó nhỏ nhỏ là các bạn nhấn nút U nha các bạn nha. U à, cho nó gom hết lại. Rồi, bây giờ còn những cái xu như thế này nè. Nó vô một cái băng như vậy á, thì nó không có hay. Bây giờ Hiếu sẽ bắt đầu Hiếu vô này nha. Các bạn coi nè, cái xu á, là cái này nè nha các bạn nha. Cái xu số 1 á, thì sau đó cỡ là hả bao nhiêu giây á, thì nó bắt đầu nó xuất hiện ra. Sau cỡ là 12 này nó xuất hiện. Rồi, cái xu số 2 nè, sau khoảng là 14 này nó xuất hiện. Còn cái shadow này nè, nó xuất hiện là ở frame số 11. Rồi, chúng ta bắt đầu coi thử này nha. Cái này vô. Rồi, đôi giày này vô trước. Dạ chưa được ạ. À. Đôi giày này phải vô tới là frame số 15. Thì bây giờ cái xu số 1 này nó mới đầu xuất hiện ạ. À. Cho con này xuất hiện ở frame số 17. Rồi, giờ con này xuất hiện ở frame số 2 số 19. Rồi ạ. À. Cái này sẽ xuất hiện ở frame số 15. Rồi, chúng ta bắt đầu coi thử nha. Nè, là khi cái này vô. Ok chưa? Đôi giày này bắt đầu vô, đôi giày này chưa có bóng nha. Rồi, qua frame số 15 bóng xuất hiện. 17 ha. 19 nè, à. Rồi nó bắt đầu nó to ra, xong nó thu lại. Rồi chúng ta bắt đầu là cho chạy thử một lần ạ. À. Rồi coi lại nha. Hiếu xin phép là cho cái phần này xuống còn 3 giây thôi nha các bạn. Các bạn nắm cái này nè, nó chỉ chạy 3 giây thôi nha các bạn nha. Rồi coi lại nha.
Rồi, mấy cái này nè, nó chưa có rõ lắm. Hiếu giờ Hiếu sẽ cho nó rõ hơn chút xíu nữa à. Rồi, cái này 17 á, Hiếu sẽ đẩy nó xuống là 2, 19 nè. À. Giờ 19 á, Hiếu sẽ đẩy nó xuống là 22 à. 23 luôn à, cho nó xa ra nữa. Rồi, cái sơ đồ này nằm ở vị trí này đi à. Rồi, sơ đồ này đây. Rồi, bắt đầu ở lại. Rồi, vẫn còn là thấy nó là nó vẫn còn rất là gấp gắt nha các bạn nha. Các bạn cứ cho là Hiếu sẽ cho nó xuống còn 0.1. Rồi cái con dưới này là 0.5 này luôn à. Rồi Hiếu coi thử coi. Ok chưa các bạn? Rồi thì sau khi làm cái này nè, hả, chúng ta sẽ ngồi chúng ta điều chỉnh lại coi coi nó là ổn thỏa chưa. Nếu như mà ổn rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu là coi canh cái thời gian chúng ta sẽ làm những cái khác nha các bạn nha. Rồi, vậy thì bây giờ cái phần này là đã xong rồi nha các bạn nha. Rồi. Đó. Ok chưa các bạn? Rồi, tiếp tục à, Hiếu xin phép đó là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là ráp hai cái phần là cái mà chúng ta cần phải vẽ vô đó là hai cái phần khung ở đây à. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là chọn cái phần hình vuông ở đây à. Bạn vẽ một hình vuông cho Hiếu. Ok chưa? Vẽ một hình vuông. Thì ở đây á, nó sẽ xuất hiện một cái là shape layer số 1 ở đây. Được chưa các bạn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là vô phần rectangle này ở dưới đây ạ. À. Các bạn chọn rectangle path số 1 ạ. À. Size là kích thước position vị trí cái roundness này nè, là cái độ tròn của nó nè, các bạn cho nó hình tròn cho Hiếu à. Cho nó to rồi ok ạ. À. Chúng ta sẽ bắt đầu là vô cái phần transform này chúng ta sẽ scale nó, à, chúng ta sẽ rotate nó. Các bạn chọn Hiếu đó là 45 độ nha các bạn nha. Rồi ok ạ. À. Các bạn chọn đây giùm cho Hiếu à. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lấy cái lệnh Gradient Ram nào, chúng ta nắm vô đây kéo giùm Hiếu. Rồi thì nó sẽ ra là những cái cục như thế này nè các bạn. Đó, đây thì là cái cục này tượng trưng cho màu đen, Hiếu cho nó qua đây. Còn cục này là tượng trưng cho màu trắng ha. Rồi cục này lên đây chút xíu cho nó đen vô. Rồi ok ạ. Thì sau khi các bạn làm cái này nè, các bạn làm xong á, chúng ta sẽ thấy rằng là nó là cái cục gọi là shape layer số 1 và ha. Vậy thì bây giờ Hiếu muốn làm một cái hiệu ứng cho nó. Các bạn nhấn vô nút phải đây là các bạn chọn Hiếu đó là column, các bạn chọn Hiếu đó là chỉ mode nha các bạn nha. Mode á nha, đó là cái chế độ hòa trộn các bạn của nó. Các bạn chọn Hiếu phần normal nè bạn, các bạn chọn Hiếu đó là multiple đó, thì nó xuất hiện ra một cái gọi là một cái cục hồi nãy giống như là dạng multiple. Các bạn chọn overlay ha. Rồi overlay thì nó sẽ là nó sáng hơn. Rồi hoặc là các bạn chọn Hiếu đó là supply đó, supply hoặc là hả divide. Rồi để vô coi divide, à divide vô cái cục này cũng khá hợp nữa các bạn nha. Rồi bây giờ Hiếu sẽ là nhân cái cục này lên một cái nữa, các bạn nhấn Ctrl D giùm cho Hiếu nữa để tạo ra một cái cục số 2. Ok các bạn. Rồi chúng ta sẽ là lôi nó xuống dưới đây à. Rồi thì sau khi chúng ta hạ chúng ta bắt đầu là chúng ta ngồi tìm hiểu cái phần là cái mode này nè, thì Hiếu xin quy chốt rằng là cái phần layer 1 này sẽ là divide ha. Còn cái phần này thì sẽ là lệnh overlay. Ok chưa các bạn? Các bạn có thể rằng là coi và tùy chỉnh theo đúng cái bài của mình nha các bạn nha. Rồi ạ, à, thì khi nào cái con hai cái cục vuông này nó sẽ vào ạ? À? Dạ nó không có vào lúc đầu. Nó phải là từ sau khi rằng là cái này nó bùm ra. Rồi, chẳng hạn như ở vị trí này nha, nó mới được quyền xuất hiện ạ. À. Có nghĩa rằng là bây giờ Hiếu sẽ là chọn hai cái này ạ. À. Hiếu sẽ kéo cái này từ đây tới đây nó mới được xuất hiện. Rồi bây giờ Hiếu sẽ bắt đầu làm lệnh position cho nó. Rồi vậy thì bây giờ á, Hiếu sẽ bắt đầu làm từng cái ha. Cái shape layer 1 đó là cái ở phía trên cái này ha. Các bạn chọn Hiếu đó là lệnh position nhầm Hiếu à. Rồi à, ở vị trí đó là 15 point à, 15 frame này nè, nó sẽ là mang đúng cái này. Và ở vị trí 0.5 này nè, nó sẽ là nó chạy ra, nó chưa có vô. Ok chứ các bạn. Rồi tiếp tục ạ. À, qua cái phần shape layer số 2 này nè nha. Các bạn ở vị trí đó là 15 frame ha, thì nó sẽ là đặt position của nó ở đây. Và ở vị trí đó là 0.5 frame này nè, nó sẽ chạy ra, nó chưa có vô. Nó dạng vậy. Rồi giờ chúng ta bắt đầu coi thử nha. Sau khi cái này đã bung ra xong rồi, bắt đầu là hai cái thanh này là bắt đầu là chạy vô. Được chưa các bạn? Rồi, các bạn chọn Hiếu hai cái này, các bạn nhấn F9 giùm cho Hiếu à. Rồi, tuy nhiên á, cái này á, nó mà nó chưa có hay á, thì các bạn có thể coi như tiếp tục là như sau nha các bạn nha. Hai cái này chạy vô này nè các bạn nha. Các bạn chọn tiếp và qua cái này nè, nó sẽ làm một cái nhịp đập ở đây nha các bạn nha. Các bạn hãy chọn cái này ha, các bạn nhấn vô đây tạo thêm một cái keyframe đi nữa. Rồi và chúng ta sẽ là cho nó giật lại một chút xíu.
Rồi tiếp tục ạ, cái dưới này ha, các bạn tạo thêm một cái dưới đây. Rồi và các bạn là cho nó gọi là nó chạy ra một cái. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu coi thử này nha. Cái này bắt đầu vô ha, hai cái này vô. Rồi, nó sẽ tạo dựng ra đây một cái. Rồi, thì sau khi mà hai cái cục này nè, nó xuất hiện nè, ở vị trí đó là hả, ở phía giữa này nè, 20 frame nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là cho text vào nha các bạn nha. Hiếu sẽ đánh một cái là text ở đây giùm Hiếu nha các bạn nha. Nine Air Max này sẽ chạy vô. Ok chứ các bạn. Và bây giờ á, cái phần là Nine Air Max này nè, nó sẽ là được quy định ở dưới đây là cái này. Và nó sẽ được xuất hiện ở đây là cái frame này nha các bạn nha. Chúng ta sẽ là nhấn ở đây ạ. Rồi, có nghĩa rằng là sau khi mà hai cái cục này nó vô nè. Rồi thì cái chữ này nó mới xuất hiện. Thì sau khi mà chúng ta là hả làm xong cái chữ là Nine Air Max nè các bạn nhớ chọn cái phần là hả Anchor Point nè, các bạn để phần phía giữa này giùm cho Hiếu các bạn nha. Thì sau khi chúng ta làm xong cái phần Nine Air Max này nè, chúng ta sẽ bắt đầu vô cái phần text này chúng ta coi nha các bạn nha. Các bạn chọn Hiếu đó là Animate. Ok chứ các bạn. Rồi các bạn chọn Hiếu đó là Position giùm cho Hiếu ạ. À. Animate Position nha các bạn nha. Rồi ạ. À. Các bạn chọn Rain Session 1 các bạn xả ra giùm Hiếu ạ. À. Rồi chúng ta sau đó chúng ta sẽ xuống phần Advanced này nha các bạn nha. Rồi ở cái phần là Shape này nè, các bạn chọn Hiếu đó là chữ Ram Up nha các bạn. Chọn Hiếu đó là Ram Up ạ. À. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu là lên cái phần offset này nha các bạn nha. Các bạn nhấn vô cái keyframe này giùm cái giùm Hiếu à, để tạo keyframe à. Phần này các bạn chọn Hiếu đó là trừ 100 à. Rồi à, sau đó là ở một cái giây sau đó ha, cỡ gọi là frame số 24 sau đó 2 frame nha các bạn nha. Các bạn chọn Hiếu đó là 100. Chúng ta sẽ có hai keyframe nằm đây ạ. Rồi, sau khi chúng ta làm cái phần hồi nãy xong offset xong rồi nha các bạn nha. Các bạn chọn xuống giùm Hiếu đó là phần position này. Các bạn chọn Hiếu đó là cỡ 50 giùm cho Hiếu ạ. À. Và bây giờ chúng ta sẽ đầu là chạy thử nha các bạn nha. Đó, là bắt đầu nó có này vô. Ok chứ các bạn. Rồi, Hiếu thấy cái phần 50 này nó hơi bị là dài quá, Hiếu cho nó xuống còn 20. Cho nó ngắn lại thôi các bạn. Ok chứ các bạn. Sau khi chúng ta đã chỉnh xong rồi á, chúng ta sẽ bắt đầu là ra và chúng ta cho nó chạy thử lại nha các bạn. Rồi ok ạ. À. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là vô tiếp tục thử một phần khác nha và Hiếu sẽ bắt đầu là làm lại thêm một lần nữa. Bây giờ Hiếu sẽ tạo một cái mới. Nine Air Max này ở dưới đây Hiếu sẽ ghi là We can just do it nha các bạn nha. Rồi ạ. À. Chúng ta sẽ tạo một cái mới, các bạn chọn chữ T này giùm Hiếu ạ. À. Rồi chúng ta sẽ là kéo đây ạ. À. Chúng ta ghi giùm Hiếu đó là chỉ just do it. Chấm một cái. Rồi, các bạn chọn giùm Hiếu hết toàn bộ, các bạn cho nó in nghiêng nha. Rồi ạ. À. Và kích thước đó chúng ta cho nó nhỏ lại chút xíu à. Được chưa các bạn? Rồi, thì khi mà nó nằm ở đây nè ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn just do it ạ, à. Các bạn sẽ xả nó xuống. Các bạn chọn anime, các bạn chọn Hiếu đó là position giùm cho Hiếu ạ. À. Ok chứ các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xả xuống đó là phần là more part option, more option. Các bạn chọn là range selection 1 ạ. À. Rồi, đầu tiên á cái phần này là advance này lên nha các bạn nha. Rồi, tiếp tục ạ. À. Bây giờ Hiếu sẽ coi là nó là xuất hiện ở đâu ạ. À. Nó phải là xuất hiện nằm sau cái của con này em mắc phía trên. Rồi ở vị trí đó là hai giây hơn. Ok giờ bây giờ cái con này nó mới được quyền nó xuất hiện nè, just do it này nha các bạn nha. Rồi ạ. À. Đầu tiên offset này nè, Hiếu sẽ bắt đầu là chọn của nó là trừ 100 ở đây. Ok chứ các bạn. Qua tới frame số 5 này nè. Rồi nhấn nhấn vô đây cái keyframe Hiếu nha các bạn nha. Rồi qua tới frame số 5 này nè, các bạn của nó sẽ là cộng là 100. Tiếp tục ạ. À, cái phần shape này nè, các bạn chọn Hiếu đó là ram up. Ok chứ các bạn. Rồi, tiếp tục ạ, à, cái phần position này các bạn chọn Hiếu đó là 20 ạ. À. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là chạy thử à. Rồi ok. Xin phép à, cho nó bự lên đây cho các bạn thấy nha. Được chưa các bạn? Rồi. Rồi ok ạ. À. Vậy thì bây giờ cái phần này nó xong rồi nha các bạn nha. Các bạn chọn giùm Hiếu đó phần này, các bạn nhấn U là giùm Hiếu à, cho nó nhỏ lại. Tuy nhiên á, cái phần just do it này nè, nó sẽ xuất hiện ở dây này ha. Bây giờ chúng ta phải là thu nó nhỏ lại và chúng ta bắt đầu là kéo nó tới đúng cái vị trí này nha các bạn nha, thì nó mới được quyền xuất hiện hai frame nha, cho hai frame ạ. À. Rồi lên đây ạ. À.
Ok, rồi tiếp tục vào cái phần này nè, Hiếu sẽ cho nó là nó bị mờ một chút xíu nha các bạn nha. Các bạn dòng Hiếu đó là chữ opacity à, T này các bạn nha. Ở vị trí này thì là của nó là 0% mà. Bạn chọn Hiếu opacity vô nhấn keyframe dùm Hiếu à. Ở vị trí đó là 0,5 point nó sẽ tăng lên là 100%. Rồi. Rồi bây giờ nó bắt đầu nó chạy lên. Các bạn nhớ chọn cái này easy dùm Hiếu nha các bạn nha. Hiếu xin phép Hiếu thả ra hết toàn bộ cái này lại à, để Hiếu ngồi Hiếu coi kiểm tra lại cái phần offset nãy chưa là xài easy nha các bạn. F9 là hết. Rồi giờ bắt đầu coi lại nha. Ok chứ các bạn. Rồi nếu như các bạn muốn hai cái này nè, nó xuất hiện sao, các bạn đẩy nó ra sao chút xíu. Theo đúng cái bằng sao nó là nó xuất hiện cái này ra. Rồi ok ạ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vô cái phần cuối cùng của chúng ta, đó là chúng ta cho cái logo của chúng ta vô nha các bạn. Để xin phép chó này nhỏ lại ạ. Rồi, và logo Nike của chúng ta qua phần project này chúng ta nắm cái logo này chúng ta để trên cùng giùm Hiếu à. Rồi, logo Nike. Các bạn chọn Hiếu đó là scale cho nó scale nhỏ lại. Rồi, position chỉ P phở à. Qua bên đây à. Rồi, xuống dưới đây à. Rồi, chúng ta cho nhỏ lại à. Rồi. Và cái con nai này nè sẽ làm là lệnh nai này phải là vô cuối cùng nha các bạn nha, nên là Hiếu sẽ kéo nó từ đây tới đây à. Rồi ok à, nai này sẽ làm là lệnh lệnh boom đi nha các bạn nha, boom lên nè, lệnh scale à, scale ở đây nai của nó là không rồi à, ở đây ha nó sẽ lên là 25 đi ạ. À. Rồi qua frame số 15 này nó sẽ rớt xuống còn 18 mà. Rồi, các bạn chọn hết tùm Hiếu, F9 giùm Hiếu à. Rồi cái này ha, này nó bùm đi một cái rồi rồi là nó giật lại lại. Rồi các bạn chọn Hiếu đó ba cái này, chúng ta chọn cái này ạ. À. Rồi. Nhớ kéo cái này vô cho nó là cái nó mạnh nhất ha các bạn. Rồi nó sẽ bùm rất là mạnh ngay khúc này. Mấy cái này cũng đẩy vô luôn. À, trên này cũng đẩy vô luôn à. Rồi, những cái này ra lại. Rồi các bạn sẽ coi nó chạy ha. Rồi, ok à, xin phép là cho fit màn hình cho chúng ta coi à. Rồi, chúng ta quay lại từ đầu à. Rồi, vậy thì bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lò xuất file và chúng ta sẽ kiểm tra lại file của mình một lần nữa nha các bạn nha. Rồi, add to render queue à. Rồi, best setting lossless và cái này nó sẽ tên là Nike nha các bạn nha. Save à. Và Hiếu sẽ là render nó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là kiểm tra lại file một lần cuối cùng nha các bạn. Rồi, vậy là bài học của chúng ta hôm nay tới đây là tạm dừng rồi nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Chúc các bạn sẽ làm bài được nha các bạn. Rồi, xin chào tạm biệt.